Nhờ đồng Bitcoin giảm mạnh, vàng thế giới thiết lập cột mốc cao nhất tính từ đầu năm 2021. Trong tương lai, bạch kim sẽ là đối trọng của vàng khi nguồn cung bị thâm hụt. Tại Việt Nam, tỷ giá đồng đô la Mỹ trung tâm tăng trở lại sau các ngày giảm liên tiếp. Tại Mỹ, cổ phiếu công nghệ kéo vô gồm nhóm sắc đỏ. Chứng khoán Đài Loan phục hồi sau ngày đầu tuần giảm mạnh. Tại Việt Nam, nhóm thép vượt trội nhưng không đủ sức giúp thị trường khởi sắc. Thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin tỷ giá vàng chứng khoán của FBNC ngày hôm nay. Đây là bản tin tỷ giá vàng chứng khoán của FBNC và sau đây là những thông tin mới nhất vừa diễn ra. Hơn 15.000 đô la Mỹ là giá trị của mỗi đồng Bitcoin đã bốc hơi từ mức ngoài 60.000 đô la của mình khi giới đầu tư tháo chạy khỏi tiền ảo dồn vốn vào các tài sản thực hấp dẫn hơn. Tỷ phú Elon Musk đã gây sóng gió cho thị trường tiền mã hóa khi đăng dòng thuyết cảnh báo. Tên là không chấp nhận thanh toán bằng đồng Bitcoin. Thị trường vào thời điểm đó ngay lập tức bị thổi bay 300 tỷ đô la vốn hóa, chứng kiến cảnh dòng tiền quay đầu chảy vào kim loại quý. Ngoài ra, trong bối cảnh áp lực lạm phát, căng thẳng địa chính trị gia tăng tại Trung Đông, cũng như tình hình dịch Covid-19 ngày càng tồi tệ tại Ấn Độ, cũng khiến cho giá vàng tiếp tục tăng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn vừa qua, kim loại quý liên tục tăng, ký đồng đô la Mỹ cũng như lãi suất trái phiếu không còn được ưa chuộng, giúp cho giá vàng lên mức cao nhất gần 4 tháng qua vào ngày thứ hai 17 tháng 5 theo giờ địa phương. Kết phiên hợp đồng vàng tương lai tăng 1,3% lên mức 1.866,8 đô la Mỹ một ounce. Sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 1 tháng 2 là 1868 đô la Mỹ một Âu. hợp đồng vàng tương lai thì tăng 1,6% lên mức 1867,6 đô la Mỹ. So với cùng thời gian trước thì đã tăng lần lượt là 28,2 và 29,8 đô la. Giá vàng được hỗ trợ sau khi Phó chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ông Richard LaLinda tuyên bố kinh tế Mỹ chưa đến giai đoạn có những diễn biến đủ tích cực để ngân hàng trung ương của Mỹ có thể bắt đầu rút đi chương trình mua tài sản chỉ số sản xuất khu vực New York giảm xuống mức là 24,3 điểm trong tháng 5 vừa qua, từ mức cao nhất trong 3 năm là 26,3 điểm, càng củng cố phần chắc cho đà tăng của kim loại quý. Jeff Rezica, nhà sáng lập tại Circle Square Alternative Investment nhận định, đã có dòng tiền đổ vào các kênh trú ẩn an toàn và rời khỏi thị trường chứng khoán, và dự đoán rằng chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến số liệu lạm phát có xu hướng tăng mạnh hơn trong tương lai, lợi suất trái phiếu Mỹ sẽ không đổi và điều đó sẽ làm tăng khả năng cho nhà đầu tư chọn vàng. Tính đến 11 giờ ngày 18 tháng 5, giá vàng thế giới giao ngay tại mức 1.867 đô la Mỹ cho chiều mua vào và nâng tại 1.867,5 đô la Mỹ cho chiều bán ra. So với cùng thời điểm trước thì đã tăng 35 đô la. Chuyên gia phân tích cấp cao tại Quanda, ông Esquire Moya thì nhận định, nhà đầu tư vàng đón nhận thông tin kinh tế toàn cầu hồi phục không ổn định như dấu hiệu quan trọng hỗ trợ cho kim loại quý. Quá trình phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc đang giảm tốc vì vậy nhiều khả năng Bắc Kinh sẽ phải duy trì hỗ trợ thông qua chính sách tài khoá và tiền tệ trong thời gian lâu hơn. Ông Muga nhận định giá vàng có thể tiếp tục tăng nếu lãi suất trái phiếu của Bộ Tài chính Mỹ duy trì trong ngưỡng quanh mốc 1,6%. Tuy nhiên rủi ro lớn nhất của vàng chính là đồng bạc xanh mạnh lên. Khả năng này có thể gây ra nếu các biện pháp phong tỏa tại châu Á trong làn sóng Covid-19 được áp dụng rộng hơn. Cũng liên quan đến quá trình phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới như đã đề cập ở trên các nhà đầu tư đang lo lắng về lạm phát thì tại Trung Quốc lại phải đối mặt với những nỗi lo lớn hơn. Trong báo cáo về chính sách tiền tệ quý 1 năm 2021 vừa được công bố, PBOC, ngân hàng trung ương Trung Quốc tập trung xem xét nền tảng cho sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc. Báo cáo cho biết, tiêu dùng của người dân vẫn bị hạn chế và tăng trưởng đầu tư là không đủ. Các doanh nghiệp tư nhân nhỏ hơn vẫn đang gặp khó khăn và việc đảm bảo việc làm là một thách thức lớn, Bên cạnh đó, báo cáo của BBC cũng nhắc đến sự gia tăng lạm phát trên toàn cầu và dự báo giá sản xuất của Trung Quốc tăng vào cuối năm nay khi giá hàng hóa trên thế giới không ngừng leo thang. Giá sản xuất của Trung Quốc đã tăng 6,8% trong tháng tư vừa qua, tốc độ nhanh nhất trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, giá tiêu dùng chỉ tăng 0,9% do giá thịt lợn giảm. Sự tăng trọng của Bắc Kinh đang thể hiện ở việc các nhà chức trách nhận thấy áp lực hỗ trợ thị trường lao động vẫn còn lớn. Chứng kiến cảnh nền kinh tế số 2 thế giới vẫn còn đang lây hoay, lo lắng cho chính quốc gia của mình thì vàng vẫn sẽ được hỗ trợ trong tương lai như vai trò của một tài sản chống lại lạm phát. Trong một diễn biến khác, với thâm hụt nguồn cung ngày càng tăng, dường như trong tương lai không phải vàng mà chính là bạch kim, có thể sẽ là một đối trọng lớn uy hiếp vị thế của tài sản an toàn này. Theo báo cáo quý 1 của Hội đồng Đầu tư Bạch Kim Thế giới, WBIC công bố cho thấy, đây là quý thứ tư liên tiếp bạch kim bị thâm hụt nguồn cung. Do nhu cầu ngày càng tăng và nguồn cung ngày càng thu hẹp, thâm hụt lên tới 19.000 ao trong 3 tháng đầu năm 2021, WBIC cũng cho biết thêm, họ dự kiến nguồn cung bạch kim sẽ tâm hụt lên tới mức là 158.000 ao vào cuối năm nay. Báo cáo còn cho biết, nhu cầu bạch kim toàn cầu sẽ tăng lên mức là 1,969 triệu ao, tăng 26% so với quý đầu tiên của năm 2020. Cũng theo WBIC, nguồn cung bạch kim sẽ còn hạn chế trong vòng 3 năm tiếp theo, nên tin rằng trong tương lai không xa, kim loại này sẽ dần đạt các mốc cao kỷ lục khác. Tính từ đầu năm đến nay, bạch kim đã tăng gần 150 đô la Mỹ. Trở lại thị trường Việt Nam ngày 18 tháng 5, hòa theo chiều hướng chung của thế giới, giá vàng trong nước cũng đột địch điều chỉnh tăng so với ngày hôm qua. Cả hai chiều vàng miếng đều giữ trên mức 56 triệu đồng. Đến 11 giờ, doanh nghiệp Sài Gòn SJC điều chỉnh một lượng vàng miếng bán ra tại mức là 56 triệu 430 ngàn tại thành phố Hồ Chí Minh và 56 triệu 450 ngàn tại Hà Nội, tăng 30 ngàn đồng. Cùng mức tăng trên thì chiều mua vào neo tại ngưỡng là 56 triệu 80 ngàn đồng. Phú nhận BNG Nimitz chiều mua vào neo tại 56 triệu 50 ngàn đồng chiều bán ra giữ tại mức là 56 triệu 400 ngàn đồng. Đây là một trong nhiều doanh nghiệp có mức bán ra thấp nhất trên thị trường. Bảo tính Minh Châu là đơn vị có giá chiều mua vào và chiều bán ra cao nhất tính tới thời điểm ghi nhận, khi tại mức là 56 triệu 130 ngàn và 56 triệu 450 ngàn đồng, tăng lần lượt là 50 ngàn và 60 ngàn. Các loại vàng nhẫn vàng nữ trang thì cũng điều chỉnh theo xuống chung của thị trường. Vàng 4 số 9 nên biết hai chiều mua bán lần lượt tại mức là 52 triệu 520 ngàn đồng và 53 triệu 220 ngàn đồng tăng 200.000 cho cả hai chiều vàng nữ trang 24k và vàng 18k thì cũng có mức tăng từ 150.000 đồng trở lên như số liệu chi tiết mà quý vị đã nhìn thấy trên màn hình quay trở lại với tỷ giá ngày 18 tháng 5 tỷ giá đô la Mỹ đã giảm xuống khi lo ngại về lạm phát gia tăng đi cùng với báo cáo mức giá cao kỷ lục trong lĩnh vực sản xuất tại Mỹ Tại ngân hàng nhà nước Việt Nam, giá 1 đô la Mỹ bán ra tại mức là 23.815 đồng, tăng 10 đồng, mua vào tại mức là 23.125 đồng, không đổi so với phiên trước. Giá đồng Nimitz chưa bán ra nêu tại 29.014 đồng, tăng 69 đồng, có chiều mua vào nêu tại 27.324 đồng, tăng 65 đồng. Phê tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ hôm nay được công bố tại mức là 23.170 Việt Nam đồng trên đô la Mỹ, tăng 10 đồng so với phiên trước. Tỷ giá đồng đô la tại các ngân hàng chứng kiến đã sụt giảm trở lại trên thị trường. Vietcombank, Vietinbank và Eximbank cũng giảm 10 đồng, BIDV giảm 5 đồng, còn Techcombank và Sacombank lần lượt giảm 12 đồng và 11 đồng ở cả hai chiều mua bán. Giá mua đô la Mỹ tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng từ 22.910 đến 22.940 Việt Nam đồng trên đô la Mỹ, còn khoảng bán ra thì tại mức là 23.120 đến 23.151 Việt Nam đồng trên đô la Mỹ. Trong đó, Eximbank và BIDV là đơn vị có giá mua đô la Mỹ cao nhất, còn giá bán tháng nhất chỉ nằm ở Eximbank. Chuyển sang một số tin tức về thị trường chứng khoán, đà lao dốc liên tục của nhóm cổ phiếu công nghệ trên Phú đã khiến các chỉ số chính giảm điểm vào ngày thứ Hai 17 tháng 5, sau khi số liệu lạm phát nóng hơn dự báo hồi tuần trước đã dẫn đến đà sụt giảm của thị trường chứng khoán. Kết thúc phiên ngày thứ Hai, thì chỉ số Dow Jones giảm 0,2%, xuống 34.327 điểm, S&P 500 giảm 0,3% xuống 4.163 điểm khi lĩnh vực công nghệ giảm 0,7%. Nhà đất Composite giảm 0,4% xuống 13.379 điểm. Các cổ phiếu công nghệ lớn đã chịu áp lực giảm đầu tuần với cổ phiếu của Apple và Netflix đều giảm hơn 0,9% cổ phiếu của Microsoft giảm 1,2%, còn cổ phiếu của Tesla thì giảm 2%. Nhà đầu tư đã đổ xô rút khỏi lĩnh vực công nghệ trong những tuần gần đây, giữa lúc ngày càng có nhiều sự chuyển hướng khỏi cổ phiếu tăng trưởng và chuyển sang các cổ phiếu tài chính, năng lượng và nguyên vật liệu theo chu kỳ, vốn nhạy cảm với đà mở cửa của nền kinh tế. Cổ phiếu tại châu Á chủ yếu tăng điểm vào ngày thứ ba khi cổ phiếu tại Đài Loan diễn đầu mức tăng trong số các thị trường trong khu vực. Chỉ số tại X của Đài Loan tăng 5,16%, đóng cửa tại mức là 16.145 điểm, mức tăng đó theo sau mức giảm gần 3% vào thứ hai đầu tuần vừa qua, trong bối cảnh lo ngại về nhiễm trùng coronavirus trong nước. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản cũng tăng mạnh khi tăng 2,09%, lên mức là 28.406 điểm, trong khi chỉ số Tobik tăng 1,54%, để kết thúc ngày tại mức là 1.907 điểm. Nền kinh tế Nhật Bản đã suy giảm với tốc độ hàng năm là 5,1% trong tháng 1 đến tháng 3 vừa qua, trên cơ sở điều chỉnh theo mùa, tổng sản phẩm quốc nội trong 3 tháng đầu năm 2021 giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Điều đó xảy ra khi dịch bệnh COVID-19 đang có dấu hiệu gia tăng tại quốc gia này. Tại Hồng Kông, chỉ số Hang sen tăng 1,31% tính đến giờ cuối cùng trong phiên. Trong khi đó, thì chỉ số Shanghai của Trung Quốc cũng tăng 0,32% lên mức là 3.529 điểm. Tại Việt Nam, phiên 18 tháng 5 khép lại với sắc đỏ bao trùm thị trường đã giảm diễn ra trên nhiều ngành như bất động sản, xây dựng, dầu khí, dệt may và chứng khoán. Một số blue chip như là BVH, GAS, VEC, VNM, VRE, VHM hay là BID cũng đồng loạt giảm điểm khiến thị trường có phần ảm đạm. Trong khi đó, với nhóm ngân hàng thì hầu hết cổ phiếu cũng đều trong sắc đỏ, ngoại trừ một vài cái tên như là MBB, SCB, VBB, LBB hay là TCB nhóm thép tiếp tục thể hiện sự vượt trội trong phiên hôm nay với hàng loạt mã ngược dòng tăng mạnh như là HPG, HSG, NKG, TS hay là VGS. Trong khi đó thì một vài blue chip khác như là MSN, FPT hay là RE cũng như được sắc xanh trong phiên hôm nay. Đóng cửa phiên thì VN Index giảm 0,48% xuống 1.252 điểm, HN Index giảm 0,51% xuống 295,27 điểm, Upcom Index thì giảm 0,46%, dừng tại mức là 80,06 điểm. Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức cao với giá trị ba sàn đạt gần 25.000 tỷ đồng.